Chào các bạn. Chào mừng quý anh chị và các bạn đến với chương trình Thông Thả Học Tiếng Quảng Đông. Thì mình tên là Kiều Trang hay là Yuki cũng được ha. Thì hôm nay mình rất vui tiếp tục chia sẻ tiếng Quảng Đông cho các bạn. Rồi, bây giờ từ vựng Tình phong có nghĩa là tình hình. Cùng nhau đọc lại. Tình phong. Thì có tình có sự giám không đọc sình, không đọc tình, không đọc thình, mà cũng chẳng đọc tình, mà là tình phong là tình hình. Mình thí dụ chúng ta muốn hỏi là tình hình thế nào? Tình hình thế nào rồi? Mẹ tình phong a. Có nghĩa là tình hình thế nào? Tình hình thế nào rồi? Mẹ tình phong. Rồi. Thí dụ như là chúng ta còn có thể nói cách này, tình hình thế nào? Chúng ta còn có thể nói cách này. Tình phong như hò. Thì như hò là thế nào? Tình phong như hò là tình hình thế nào? Hay chúng ta hỏi cái cách này cũng có nghĩa là tình hình thế nào? Mé mắt dạ tình phong. Mắt dạ tình phong có nghĩa là tình hình thế nào? Rồi, bây giờ từ vựng phánh phu có nghĩa là dặn dò. Cùng nhau đọc lại. Phánh phu có nghĩa là dặn dò. Mình thí dụ làm theo dặn dò của cậu ấy, hay là làm theo dặn dò của bác ấy, làm theo dặn dò của cô ấy. Thì chúng ta nói như thế này. Chiêu khỏi phánh phu chủ lá. Thì chiêu có nghĩa là theo, khỏi có nghĩa là cậu ấy, cô ấy, bác ấy. Phánh phu là dặn dò, chủ là làm. Chúng ta cùng nhau đọc lại. Chiêu khỏi phánh phu chủ lá có nghĩa là làm theo dặn dò của cậu ấy. Rồi, bây giờ từ vựng cáo dịch có nghĩa là giao dịch. Cùng nhau đọc lại. Cáo dịch là giao dịch. Mình thí dụ giao dịch hủy bỏ. Khi chúng ta muốn nói giao dịch cái gì đó hủy bỏ thì sẽ là cáo dịch chửi xíu. Cáo dịch chửi xíu thì có chửi có sự giấm, không đọc sổi, không đọc tuổi, không đọc thổi và cũng không đọc chửi, mà là chửi. Cáo dịch chửi xíu có nghĩa là giao dịch hủy bỏ. Rồi, bây giờ giao dịch thành công. Giao dịch thành công thì chúng ta nói là cáo dịch thành cúng. Thì thành cúng là thành công. Cùng nhau đọc lại. Cáo dịch thành cúng là giao dịch thành công. Bây giờ ngược lại, giao dịch thất bại sẽ là cáo dịch sách bài. Sách bài là thất bại. Chúng ta cùng nhau đọc lại. Cáo dịch sách bài. Giao dịch thất bại. Rồi, từ vựng Quầy chi có nghĩa là vị trí. Quầy chi có nghĩa là vị trí. Mình thí dụ báo cáo vị trí, cũng như là có một cái lệnh là cần phải báo cáo vị trí cho người ta biết, thì sẽ là bu tu quầy chi có nghĩa là báo cáo vị trí. Bu tu có nghĩa là báo cáo. Cùng nhau đọc lại. Bu tu quầy chi có nghĩa là báo cáo vị trí. Thí dụ chúng ta muốn nói vị trí này rất tốt thì chúng ta nói như thế này. Ní co quầy chi kỹ hữu. Thì kỹ hữu là rất tốt, phải không nào? Quầy chi là vị trí, lượng từ của nó là co. Ní co quầy chi, ní là này ha. Ní co quầy chi có nghĩa là vị trí này. Chúng ta cùng nhau đọc lại. Ní co quầy chi kỹ hữu có nghĩa là vị trí này rất tốt. Hay là mình thí dụ vị trí này
cũng tạm được thôi, không tốt mà cũng không xấu, vị trí này cũng tạm được thôi. Thì chúng ta nói như thế này, ní co hoài chi mà mã tỷ, ní co hoài chi mà mã tỷ. Thì mà mã tỷ có nghĩa là tạm được thôi, ní co hoài chi là vị trí này, ní co hoài chi mà mã tỷ, vị trí này tạm được thôi. Rồi bây giờ vị trí này rất tệ thì chúng ta nói như thế nào? Cái vị trí này không có tốt, rất là tệ. Chúng ta nói như thế này, ní co hoài chi hữu chá, ní co hoài chi hữu chá. Thì hữu chá có nghĩa là rất tệ, chá có nghĩa là tệ, hữu chá có nghĩa là rất tệ. Rồi bây giờ từ vựng câu cảnh. Câu cảnh là rốt cuộc, câu cảnh là rốt cuộc. Mình thí dụ, rốt cuộc xảy ra chuyện gì thì chúng ta nói như thế nào bằng tiếng Quảng Đông? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì, chúng ta nói như thế này, câu cảnh pha sáng mé xì. Câu cảnh pha sáng mé xì thì câu cảnh là rốt cuộc, pha sáng là xảy ra, mé xì là chuyện gì. Chúng ta cùng nhau đọc lại, hỏi lại nè. Câu cảnh pha sáng mé xì, câu cảnh pha sáng mé xì có nghĩa là rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Rồi bây giờ thí dụ chúng ta muốn hỏi là rốt cuộc cô ấy muốn gì thì chúng ta hỏi như thế nào? Rốt cuộc cô ấy muốn gì, chúng ta hỏi như thế này, câu cảnh khỏi sản tiệm. Câu cảnh là rốt cuộc, khỏi là cô ấy anh ấy, sản là muốn, tiệm là tiệm giỡn, là thế nào. Khỏi sản tiệm có nghĩa là cô ấy muốn gì. Chúng ta cùng nhau đọc lại cả câu, câu cảnh khỏi sản tiệm. Câu cảnh khỏi sản tiệm là rốt cuộc cô ấy muốn gì. Rồi bây giờ từ vựng duyên lời. Duyên lời có nghĩa là thì ra. Duyên lời có nghĩa là thì ra. Mình thí dụ, thì ra tất cả mọi chuyện cũng là do anh sắp xếp, thì chúng ta nói như thế nào? Thì ra tất cả mọi chuyện cũng là do anh sắp xếp. Chúng ta nói như thế này, duyên lời sỏ dậu dẹ tú hài lị ón phải kè. Duyên lời sỏ dậu dẹ tú hài lị ón phải kè. Thì duyên lời là thì ra, sỏ dậu dẹ, dẹ có nghĩa là cái gì đó, sỏ dậu dẹ có nghĩa là tất cả mọi chuyện, sỏ dậu dẹ có nghĩa là tất cả mọi chuyện. Tú là cũng, hay là lị, lị có nghĩa là bạn, là anh, là cô, là bác, là gì. On phải kè có nghĩa là sắp xếp, on phải là sắp xếp, on phải kè là sắp xếp. Rồi chúng ta cùng nhau đọc lại cả câu, duyên lời sỏ dậu dẹ tú hài lị on phải kè. Duyên lời sỏ dậu dẹ tú hài lị on phải kè có nghĩa là thì ra tất cả mọi chuyện cũng là do anh sắp xếp, thì ra tất cả mọi chuyện cũng là do bạn sắp xếp. Rồi từ vựng duyên lời hài lị rất là quen thuộc rồi phải không nào? Duyên lời hài lị có nghĩa là thì ra là bạn, thì ra là anh, thì ra là chị. Duyên lời hài lị, duyên lời hài lị thì ra là anh. Rồi bây giờ từ vựng on phải. On phải có nghĩa là sắp xếp. Cùng nhau đọc lại, on phải, on phải. Mình thí dụ, thì ra là do anh sắp xếp, thì chúng ta nói như thế này, đơn giản. Duyên lời hài lị on phải kè. Duyên lời hài lị on phải kè. Duyên lời là thì ra, hài lị, hài lị là anh, là bạn, là cô, là bác, là gì. On phải kè là sắp xếp, on phải là sắp xếp, on phải kè cũng là sắp xếp. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau đọc lại một lần nữa nè. Duyên lời hài lị on phải kè, duyên lời hài lị on phải kè, thì ra là do anh sắp xếp. Rồi bây giờ
Thí dụ chúng ta muốn nói là sắp xếp rất tốt, chúng ta thấy một cái gì đó sắp xếp rất tốt thì chúng ta nói là on pài tắc hổ hủ. On pài tắc hổ hủ thì hổ hủ là rất tốt. On pài tắc hổ hủ có nghĩa là sắp xếp rất tốt. Hay là ngược lại, chúng ta muốn nói sắp xếp rất tệ thì chúng ta nói như thế nào? On pài tắc hổ chá. On pài tắc hổ chá có nghĩa là sắp xếp rất tệ. Rồi tiếp tục từ vựng liễn ngôi. Thì liễn ngôi có nghĩa là tình yêu hay là yêu đương ha. Đang yêu liễn ngôi. Liễn ngôi tình yêu hay là yêu đương. Mình thí dụ tình yêu là trên hết. Liễn ngôi tài co thín. Liễn ngôi tài co thín. Thì liễn ngôi là tình yêu, yêu đương. Tài là lớn, tài co là lớn. Lớn hơn ai? Thín là ông trời, phải không nào? Thì liễn ngôi tài co thín có nghĩa là tình yêu là trên hết. Rồi, thì đó là toàn bộ nội dung của bài chia sẻ hôm nay của mình. Thì các bạn cố gắng luyện tập ha. Thích câu nào thì học thuộc câu đó là cách tốt nhất. Rồi, mình xin nhường ở đây và luôn chúc cho các bạn có nhiều niềm vui trong tham khảo tiếng Quảng. Trân trọng và hẹn gặp lại ở những kỳ chia sẻ tiếp theo của mình. Chào tạm biệt. Choi Kiên.